rất vui khi được đồng hành với quý vị và các bạn mỗi ngày trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Ít phút tới đây của chương trình, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những tin tức mới nhất mà ban biên tập vừa mới tổng hợp được. Quý vị nhớ like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ tới nhiều người cùng xem. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Là quan chức, đừng vui trước thiên hạ, lo sau thiên hạ. Cụ ông 90 tuổi đầu, không sợ thằng nào, cầm mũ cối đánh công an ở chốt kiểm dịch. Hà Nội siết quy định giấy đi đường, đường phố vẫn nườm nượp người đi lại. Nhà máy sợi Đà Lạt có 59 ca mắc Covid-19, hai xã phải giãn cách nhưng vẫn chưa tìm ra F0. Công bố mới nhất về vaccine Moderna, khả năng bảo vệ và thời gian duy trì thế nào? Là quan chức, đừng vui trước thiên hạ, lo sau thiên hạ. Quý vị thân mến, quy định nêu gương đã có, 27 biểu hiện suy thoái cũng đã được truyền đạt đến cấp ủy cơ sở. Nếu chỉ dừng ở việc khiển trách hay cảnh cáo, e rằng công cuộc chống dịch sẽ còn xuất hiện thêm những vị quan cách mạng vui trước thiên hạ, lo sau thiên hạ. Tuần qua, câu chuyện xử lý hai cán bộ cấp sở ở Bình Định đi chơi golf trong thời gian giãn cách xã hội bằng hình thức tạm đình chỉ công tác dường như chưa làm dư luận yên lòng. Nếu không dính đến KF0, liệu rằng Giám đốc Sở Du lịch và Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định có bị điểm mặt chỉ tên hay không? Và còn bao nhiêu vị cán bộ nữa, trong tình huống nước sôi lửa bỏng, thay vì lao tâm khổ tứ, thay vì chia sẻ và cảm thông với nhân dân, lại sẵn sàng tiêu khiển bằng những thú vui xa xỉ? Nếu những trường hợp như vậy không xử lý nghiêm, thì câu chuyện nêu gương theo các quy định của đảng còn có tác dụng. Những thông tin về sự quá tải của bệnh viện, về số người chết và số người nhiễm mới không ngừng tăng cao. Tất cả những thông tin buồn đau ấy đã làm rơi nước mắt của biết bao người trên khắp mọi miền đất nước. Tục ngữ Việt Nam có câu, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hành vi phản cảm của hai vị quan chức nói trên không chỉ vi phạm pháp luật, quy định về giãn cách xã hội và vi phạm cả về đạo đức tối thiểu của một con người. Một người bạn nói với tôi rằng, vợ anh là bác sĩ, dù không phải ở nơi tuyến đầu nhưng cũng đầy vất vả. Để bảo đảm an toàn cho gia đình có cha mẹ già và các con nhỏ, chị chấp nhận thuê phòng trọ ở bên ngoài. Có hôm nhớ con quay quắt, anh nói với chị về nhà đứng dưới đất rồi con đứng trên lầu nói chuyện nhưng chị cũng không dám về. Anh bảo suốt nửa tháng trời, hết ăn bí xanh rồi chuyển sang ăn bí đỏ và có trái vì để lâu đã bắt đầu hư hoại. Thế nhưng, công đoàn đơn vị anh hỗ trợ rau xanh, lương thực, anh không nhận. Lý do mà anh đưa ra là để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình bởi gia đình anh vẫn tự lo liệu được. Anh muốn chia sẻ nỗi khó khăn, khổ đau với mọi người. Người bình thường còn nghĩ vậy, huống chi quan chức phải nằm lòng bài học, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Ngay từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên khi nhà nước độc lập năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo dân chúng về những ông quan cách mạng, kêu gọi cử tri không bầu cho những người đó. Tại một hội nghị về công tác dân vận vào tháng 5 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn gọi tên các ông quan cách mạng thời nay. Trong khi ở nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều nhu cầu cấp thiết của quần chúng chưa được đảm bảo, thì lại có những cán bộ đảng viên chỉ là vung vén cá nhân, xoay sở làm giàu, ăn uống chè chén bê tha, thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Hơn 20 năm trước, trong một bài báo nổi tiếng với tiêu đề Nỗi thèm khát nóng bỏng, nhà báo lão thành Trần Bạch Đằng đã viết: "Không biết từ khi nào, vua chúa bỗng nhảy bổ vào chúng ta, những người cộng sản." Nhà văn Phạm Duy Tốn trong truyện ngắn Sống chết mặc bay từ năm 1918 đã vẽ ra chân dung của một quan phụ mẫu vô trách nhiệm, mất nhân tính, đại diện cho giai cấp thống trị lúc bấy giờ. Trong nguy cơ đê bị vỡ, nhân dân ai nấy đều lo lắng sợ hãi, kẻ cuốc, người thuỗng, tất bật ngược xuôi. Những tưởng quan phụ mẫu sẽ được cử đi hộ đê sẽ cùng dân bươn bả vượt qua cơn nguy khốn. Thế nhưng, trong bối cảnh ấy, quan phụ mẫu vẫn điềm nhiên chơi tam cúc để sống chết mặc bay. Nhưng tôi vẫn tin rằng, hai vị quan chức ở tỉnh Bình Định chỉ là số ít, là trường hợp cá biệt. Dịch bệnh đã có mặt ở khắp các tỉnh thành. Hơn 500 ngày qua, cán bộ từ cấp xã, phường đến trung ương đã phải xoay sở trăm bề để đối phó với những khó khăn chưa có tiền lệ. Thực tiễn khắc nghiệt đó cũng giúp nhiều cán bộ thể hiện tài năng, bản lĩnh. Thực tiễn khắc nghiệt đó cũng đào thải nhiều vị cán bộ ham chơi, lơ là chống dịch, thờ ơ với nỗi đau của nhân dân. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trong bức thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông đang theo học từng viết:
xin thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực. Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Quy định nêu gương đã có, 27 biểu hiện suy thoái cũng đã được truyền đạt đến cấp ủy cơ sở. Nếu chỉ dừng ở việc khiển trách hay cảnh báo, e rằng công cuộc chống dịch sẽ còn xuất hiện thêm những vị quan cách mạng vui trước thiên hạ, lo sau thiên hạ. Cụ ông 90 tuổi đầu, không sợ thằng nào, cầm mũ cối đánh công an ở chốt kiểm dịch. Quý vị thân mến, thêm một tình huống gây phẫn nộ xảy ra tại một chốt kiểm soát dịch Covid-19. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông tay lầm lầm cầm mũ cối, vừa buông lời chửi tuột tiểu, vừa dọa đánh một chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân mạng vô cùng bức xúc, nhất là khi cụ ông đã 90 tuổi. Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một cụ ông đi xe đạp điện bị chốt kiểm dịch giữ lại do vi phạm chỉ thị giãn cách. Thế nhưng, người này không những không chấp hành, còn liên tục buông lời chửi bới tuột tiểu, bức xúc. Mày định ăn trộm xe tao à, tao đánh vào cái mặt mày đấy. Lúc này, những người chứng kiến đã cố gắng khuyên bảo ông cụ. Ông phải xem tivi nhiều vào, nghe đài nhiều vào, bây giờ đang dịch Covid-19, dịch bệnh, giờ không được ra ngoài đường. Thế nhưng, ông cụ vẫn không hợp tác, liên tục dùng từ ngữ thô tục, chửi bới lực lượng chức năng. Trong khi đó, chiến sĩ dân quân đứng đó vẫn bình tĩnh, mời ông cụ về công an làm việc. Cháu là cháu nói, cháu mời ông về công an làm việc, thôi ông chấp hành đi. Những người chứng kiến đã can ngăn, khuyên nhủ, nhưng ông cụ vẫn bức xúc chửi bới, chống lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đáng nói, ông cụ còn định dắt xe rời đi, bị chặn lại, ông này quát to tiếng. Mày mà động vào xe tao, tao đấm mày, mày định lấy trộm xe à? Tao cho một phát vào mặt mày ngay, mày đòi dọa tao à? Tao 90 tuổi đầu rồi, mày tưởng tao sợ mày à? Đến 100 người đến đây cũng thế thôi. Mày gọi điện đi, nào, mày định dọa gì tao nào? Già 90 tuổi đầu rồi mà còn sợ trẻ con. Bức xúc hơn cả, sau đó ông cụ này đã đấm thật mạnh vào tay chiến sĩ công an khi người này đang cố chặn hành động bỏ đi. Sau đó, đối tượng đánh vào cổ, vào người, gạt rơi mũ của chiến sĩ công an xuống. Ngay sau khi đăng tải, hành động của cụ ông này đã khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc. Bởi lẽ, cụ ông lợi dụng tuổi tác của mình, không những không chấp hành đúng chỉ thị, lại buông lời chửi bới thô tục, thậm chí đánh cả công an. Hiện sự việc vẫn đang được dân mạng rần rần chia sẻ và bình luận. Hà Nội siết quy định giấy đi đường phố vẫn nườm nượp người đi lại. Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có thông báo về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, theo công điện số 18/CD/UBND ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong thời gian vừa qua, có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng, có một số chốt kiểm soát chưa siết chặt việc kiểm tra. Việc cấp giấy đi đường không đúng quy định đã dẫn đến tình trạng đông người đi lại trên đường, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Do đó, theo quy định mới, khi lưu thông, người dân phải xuất trình giấy đi đường kèm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Theo ghi nhận sáng 9 tháng 8, tại chốt kiểm soát đầu đường Xuân Thủy của đường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, lượng người và phương tiện vẫn lưu thông đông đúc vào giờ đi làm sáng đầu tuần. Tại đây, lực lượng công an phường đã được sự hỗ trợ của dân quân, tổ dân phố, phải căng mình vừa phân làn giao thông, vừa kiểm tra kỹ giấy tờ của người tham gia giao thông. Một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết, lưu lượng người dân tham gia giao thông sáng nay vẫn rất đông, dù thành phố đã siết chặt quy định cấp giấy đi đường. Ngược lại, lực lượng tại các chốt kiểm soát của phường mỏng nên việc kiểm tra mất nhiều thời gian hơn. Tiếp đó, tại chốt kiểm soát đầu đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, rất nhiều xe máy, ô tô vẫn nườm nượp nối đuôi nhau lưu thông. Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của phường Ngọc Khánh hiện nay hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Để đảm bảo chốt hoạt động thông suốt, các cán bộ chiến sĩ công an phường, các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ phải nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, mật độ giao thông, đặc biệt đầu giờ sáng rất căng thẳng. Nhà máy sợi Đà Lạt có 59 ca mắc Covid-19, hai xã phải giãn cách nhưng vẫn chưa tìm ra F0. Quý vị thân mến, số ca mắc Covid-19 ở công ty trách nhiệm hữu hạn sợi Đà Lạt tăng cao mỗi ngày nhưng vẫn chưa xác định được nguồn lây. Liên quan chùm ca bệnh này, có tới hai xã phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 mới,
trong đó có 21 ca tại công ty trách nhiệm hữu hạn sợi Đà Lạt. Tại cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khoanh vùng, điều tra dịch tễ đối với số bệnh nhân mới này. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sợi Đà Lạt xét nghiệm nhanh cho một trường hợp TTKH có biểu hiện ho, sốt, kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2. CDC Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Y tế Đà Lạt kiểm tra nhanh, sau đó xét nghiệm RT-PCR cho công nhân tại nhà máy. Thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, công ty có 105 người đang làm việc. Đến nay đã có tới 59 người dương tính với SARS-CoV-2. Đáng lo ngại, hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây với ổ dịch này. Liên quan đến chùm ca mắc COVID-19 ở nhà máy sợi Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với hai xã, bao gồm xã Trạm Hành, nơi nhà máy hoạt động, và xã lân cận là Xuân Trường. Nhiều khu chợ, hàng quán kinh doanh tại hai xã đã phải tạm đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Hàng ngàn người dân địa phương và công dân thuộc chính công ty đóng chân tại các xã này được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR đang chờ kết quả. Lực lượng chức năng cũng vận động, ra soát, điều tra dịch tễ số công nhân và gia đình công nhân đã ra vào địa phương thời gian gần đây. Cũng theo Sở Y tế, đến nay Lâm Đồng phát hiện 122 người mắc COVID-19, trong đó thành phố Đà Lạt có số bệnh nhân cao nhất với 62 ca. Hiện Lâm Đồng đã chữa khỏi cho 20 trường hợp. Công bố mới nhất về vaccine Moderna, khả năng bảo vệ và thời gian duy trì thế nào? Quý vị thân mến, Giám đốc điều hành hãng vaccine Moderna Stefan Bancel đã đưa ra tuyên bố hài lòng vì hiệu quả lâu dài, nhưng thừa nhận rằng virus biến thể Delta gây ra một mối đe dọa mới đáng kể. Vaccine Moderna có tác dụng bảo vệ 93% và kéo dài mạnh mẽ ít nhất 6 tháng. Công ty dược phẩm Moderna của Mỹ mới đây công bố thông tin nghiên cứu cho biết vaccine COVID-19 của họ có thể duy trì khả năng bảo vệ mạnh mẽ trong ít nhất 6 tháng. Ngoài ra, công ty đang thử nghiệm một loại vaccine bổ sung dành riêng cho chủng đột biến. Loại vaccine này cũng có thể tạo ra kháng thể phản ứng mạnh chống lại biến thể Delta. Theo kênh Agence France-Presse đưa tin rằng, khi công ty Moderna tiến hành phân tích cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, người ta thấy rằng vaccine COVID-19 của Moderna vẫn còn hiệu quả kéo dài 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai với khả năng bảo vệ 93%. Ngoài ra, công ty cũng đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 3 loại vaccine bổ sung COVID-19 khác nhau và nhận thấy rằng tất cả chúng đều có thể tạo ra nồng độ cao kháng thể chống lại chủng virus SARS-CoV-2 gốc và các biến thể đáng quan tâm như Delta, biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ. Phải tiếp tục duy trì cảnh giác với biến thể Delta. Giám đốc điều hành hãng vaccine Moderna Stefan Bancel đã đưa ra một tuyên bố: "Chúng tôi rất hài lòng vì vaccine COVID-19 của chúng tôi có thể duy trì 93% hiệu quả lâu dài trong vòng 6 tháng. Nhưng chúng tôi thừa nhận rằng virus biến thể Delta gây ra một mối đe dọa mới đáng kể. Vì vậy, chúng ta phải duy trì sự cảnh giác." Tuyên bố cũng chỉ ra rằng Moderna dự kiến sẽ nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA để được phê duyệt đầy đủ đối với vaccine COVID-19 trong tháng này. Moderna cũng đã bắt đầu nghiên cứu một loại vaccine khác chống lại bệnh cúm, virus Zika, virus hợp bào hô hấp RSV, v.v. và hiện đang phát triển vaccine COVID-19 có thể bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh.